bỏ nó ngủ, bỏ nó mệt quá rồi nó ngủ rồi. Bây giờ mình đang ở Memphis nè mọi người. Mình đang ở cái làng này lớn ghê luôn á. Hồi xưa mình đi lạnh quá mà mình cũng không. Cái gì vậy? Ôi ơi, ban qua đường vậy. Nè, mấy cái shoe bus outlet clothing. Mấy chỗ này là cái khu mà ta sinh sống trên hai bên đường á. Chỗ này mùa đông là tuyết hết, trắng xóa hết luôn. Mấy cây này trắng phủ hết. Mà hôm nay bị fire ở đâu á, mù mịt như mưa như khói vậy nè. Này có Quality Inn nè. Hả? Hôm bữa anh tính ở đây hả? Vậy là mình thấy mặt trời nè. Bỏ đỡ khói hơn hồi nãy nè. Này là Mary Lake ha. Đây là Mary Lake ha mọi người. Ở trên Memphis ha. Mình đang ở Memphis Mountain. Mình lên cái núi cao thiệt là cao. Xong bên này nó có cái hồ người ta câu cá ở bên này nè. Mình vô đây mình coi thử nó như thế nào. Trong đây rừng thông không à. Người ta câu cá dưới đó mà mình thấy khói á mọi người. Đang bị cháy rừng á, cháy quá chừng luôn. Mình mở cửa ra toàn nghe mùi khói á, smoke. Nó bao mịt luôn. Em bé nó đi dễ thương vậy chứ. Đi trong rừng thông. Bên kia cũng có nhà người ta ở. Xe không có vô đây luôn mọi người, mình đi giống như cuối nẻo đường rồi. Ra khỏi cái map á. Mặt trời bên đây nè, coi sunset nó ở bên này nè. Xuống dưới sâu nè. Mấy người đây người ta đi fishing. Đi câu cá. Chỗ này là đi cưỡi ngựa nè. Có mấy cái chuồng ngựa. Đây nuôi ngựa. Chắc ta lên đây ta cưỡi cho vui hả. Mình về mình sổ dốc thôi. Nãy mình đi lên mình cuốn quá trời leo lên dốc á. Trên này cháy quá chừng cháy luôn. Khói mịt mù luôn. Mở cửa ra là mùi khói nó bay vô họng. Vô mũi á. Chỗ này có cái lá vàng vàng nè. Khói quá nó, khói quá nó cũng chết ha. Chú cha này ô nhiễm môi trường. Núi bên kia mình không thấy luôn á. Mình không thấy cái núi luôn. Tới chỗ nãy đứng lại rồi nè. Khóc quá, có sốc quá. Oh no. Hơi chút xíu à. Chỗ này nè. Mình nói là mình xuống phía dưới đó. Ở đây là mình tập vô cái bàn này nè. Thì giờ tập ở đây lại. Cái đường này vừa rồi có vô đó được không? Từ xuống cửa thì sao?
chỗ parking nè mọi người. Chỗ này nó park để đậu cho chụp hình cái led ở chỗ này xíu nè. Lá chỗ này nó vàng vàng. Đó, mình vô mình chụp đây nè. Lạnh lắm á, phải mặc áo lạnh á. Trời lạnh lắm. Để mình mặc áo lạnh mình ra nha. Nghe mùi khói không à? Khói, nghe mùi khói nè. Cái này là cái loại là twin led. Mình vô đây mình coi cái hồ chỗ này nó như thế nào nha. Cái chỗ này cái mùa này cây nè. Cái hồ vậy thôi à. Chắc mình chụp hình lẹ lẹ mình đi chứ khói quá à, đặc quá à. Mở cửa xuống là mình nghe cái mùi khét rồi mọi người. Mùi fire, mùi cây cỏ nó cháy khói mà nó gió nó lạnh quá. Người ta thấy anh ấy. Gió lạnh quá trời lạnh luôn, xe nó vô. Cái gì anh? Ôi ơi, ông bên cạnh ông về, ông vô ga. Này cái nhà hàng ta ngồi ta ăn bên ngoài nè. Ừ. Ta cũng lên đây ta chơi nè. Ừ. Relax. Khói quá. Khói quá. Bữa hôm xã đang reserve cái hotel ở trên này nè. Xong rồi khói. Nghe cô em của anh đi về đi trước đó, xong nói trên này đang bị cháy khói lắm, xong rồi cancel. Cancel không có lên đây ở nữa. Ở đây ở chắc chết rồi. Không khí ô nhiễm quá. Bây giờ mình đi vô đây là chỗ người ta đi ski nè nha mọi người. Nè Memos Ski nè. Mặt trời bây giờ đang chiều chiều thì cái thao của nó như vậy là đẹp hay chưa nè. Wow, cái chỗ này đẹp quá ha. Cái này là hotel Airbnb rồi đó mọi người. Mùa ski là người ta cho thuê. Đó, hồi xưa mình người ta đi ski người ta chạy thẳng lên trên này lên núi luôn. Và nó có cái ski area đó. Giờ nó có nhiều cái chỗ mình đi lên đây nè. Bây giờ là nó như vậy nè. Nhưng mà mùa đông trời nó trắng hết, nó đẹp lắm. Mùa đông lên đây đẹp lắm. Dạ, 2 tháng nữa tuyết mà, tháng 12 bắt đầu tuyết nó rơi xuống là nó đẹp lắm. 12 con à. Mà tuyết mà như vậy là cây đồ bắt đầu nó trắng xóa hết. Mà cái thông nó xanh nó làm cho mình cảm giác như cái nó fresh mà nó thích gì đâu luôn á. Lên chỉ thích lên ngắm cảnh thôi à. Bây giờ tháng 10 mình lên đây thì mình đi coi lá vàng là chính. Nhưng mà mình vô đây mình coi thử như thế nào. Bây giờ nhà mình lái xe chạy lên thẳng lên trên rừng luôn mọi người. Lên chỗ mấy cái mà cái lift á, chỗ người ta đi trượt tuyết luôn á. Xong mình coi rồi xong mình quay lại rồi mình đi về. Video này có vẻ hơi chán nhưng mà mình là giống như chuyến đi của mình làm kỷ niệm đó. Tới đây thấy khói rồi cũng thất vọng tí, không có được ra ngoài. Rồi mình kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn mọi người theo dõi nha. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye mọi người.